Xin chào mọi người ha. Thì mọi người sử dụng Zalo đã lâu rồi đúng không? Nhưng mọi người có biết rằng là trên Zalo cũng có thể chỉnh sửa ảnh được không ha? Các bạn nghe có vẻ là lạ đúng không? Nhưng mà mình thử trải nghiệm thử nha. Để chỉnh sửa ảnh trên Zalo, đầu tiên bạn chọn một cái cuộc hội thoại bất kỳ ha, hoặc là bạn chọn chính cái người mà mình cần gửi tấm ảnh sau khi chỉnh sửa đó. Sau đó mình bấm chỗ tin nhắn này, bấm chỗ dấu ba chấm này, mình kéo xuống bên dưới ha, mình chọn là vẽ hình này. Đó. Ở cái giao diện vẽ hình này thì mình chọn cái hình ảnh icon hình ảnh cuối cùng này. Đó, để mình thêm hình ảnh vô ha. Đó, sau thêm ảnh vô rồi mình có thể là xoay ảnh ha. Đó, xoay ảnh như thế này, hoặc là mình có thể cắt tấm ảnh theo tỷ lệ 1:1 là vuông như thế này ha, hoặc là mình bỏ vuông ra thì mình có thể là cắt theo theo ý của mình. Đó, mình thấy khúc nào đẹp thì mình để lại ưng ý chẳng hạn, như mình lấy khúc này đi. Ok, bấm xong. Sau khi cắt xong thì mình có thể là bấm tải về, hoặc là mình có thể chèn thêm sticker như thế này để trang trí thêm ha, như hè này chẳng hạn. Đó, đó là như vậy. Thì mục đích mà chúng ta chèn thêm sticker này để chúng ta che những nội dung nhạy cảm chẳng hạn. Đó, hoặc là trang trí thêm, hoặc là chúng ta có thể áp dụng cái filter ở đây để các cái độ kênh màu ở đây này nó chỉnh sẵn cho mình các cái bộ lọc này này đó. Thì mình thấy nào đẹp hơn mình chọn, mình chọn xong ok hơn thì mình dùng, không dùng thì mình bỏ ra đó. Hoặc là mình có thể gõ chữ thêm đó, gõ chữ thêm như vậy. Không gõ chữ thêm thì thôi mình có thể vẽ đó. Sau khi ok rồi mình bấm chữ send này này, hoặc tải về. Sau khi ra cái giao diện này rồi á, thì mình bấm gửi đi không được ha, tại vì đây là cái chức năng vẽ hình cho nên họ yêu cầu mình phải vẽ một nội dung nào đó ha. Thì ở đây mình không có vẽ gì hết ha, thì mình có thể là lấy cái bút này mình chấm chấm một điểm bất kỳ ở một điểm này đi, gió chấm tạm đã. Sau đó mình chuyển qua chế độ tẩy này, mình xóa cái điểm mới vẽ đi, thế là xong. Thế là mình có thể gửi được ha. Đó, vậy là xong rồi đó. Đây là chức năng mình giới thiệu mọi người ha, đó chức năng chỉnh sửa ảnh trên Zalo ha. Thì mọi người có thể tham khảo cái này để chỉnh sửa ảnh ha. Có nghĩa là các ảnh mà chúng ta chụp xong thay vì chúng ta gửi trực tiếp luôn thì chúng ta có thể chỉnh sửa xong rồi chúng ta gửi thì nó sẽ xịn hơn ha. Đó. Xin chào mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người clip khác ha.